Vừa sinh con xong, Ngọc Lan đã gặp sự cố bà mẹ nào cũng sợ. Được chăm sóc cẩn thận tại Mỹ, nhưng Ngọc Lan vẫn không tránh khỏi nỗi phiền lòng này. Vừa hạ sinh con trai đầu lòng vào ngày 5 tháng 2, nữ diễn viên Ngọc Lan không giấu được niềm hạnh phúc. Giống như những phụ sản khác, cô cũng có rất nhiều điều phải lo lắng sau khi sinh. Mới đây, nữ diễn viên đã chia sẻ nỗi phiền lòng khi sinh con mà bà mẹ nào cũng sợ mắc phải, đó là tắc sữa. Ngày 5 tháng 2, nữ diễn viên Kiều Nữ và Đại Gia đã hạ sinh một bé trai ở Mỹ. Sau đó một ngày, chồng cô, diễn viên Thanh Bình, đã thông báo niềm vui tới người hâm mộ. Bé trai nặng 4kg và được đặt tên là Louis Nguyễn, còn tên ở nhà là Phôi Lủng Lẳng. Vừa cạn thành công, Ngọc Lan lại vướng phải vấn đề mà ai cũng sợ. Sau khi sinh không có sữa cho con bú, khiến bà mẹ bị stress mất 3 ngày. May mắn đến hôm nay, sữa đã về và cô hí hửng thông báo với người hâm mộ. Rất nhiều người cũng vào chia sẻ bí quyết lợi sữa cho bà mẹ mới Ngọc Lan. Trước khi lên bàn mổ, nữ diễn viên cũng được khen ngợi vì nhan sắc lúc mang bầu quá xinh đẹp. Cô dâu sắp lên xe hoa Việt Trinh và mối tình với hai đại gia bị kết án tử. Sau những vấp ngã hai mối tình sóng gió với đại gia Phạm Huy Phước và Trần Văn Giao, nhiều fan hâm mộ mong muốn mỹ nhân U50 tìm được hạnh phúc đích thực. Từng bị mang tiếng số sát phu, khi mới bước chân vào con đường nghệ thuật, Việt Trinh từng nảy sinh tình cảm với ông bầu Phước Sang. Tuy nhiên, mối tình này đã không kéo dài được lâu. Dù hai nhân vật chính chưa một lần tiết lộ nguyên nhân, nhưng có thông tin cho rằng, thời điểm ấy, trong khi tên tuổi của Việt Trinh lên như diều gặp gió và nhan sắc của cô ngày càng rạng rỡ, thì sự nghiệp của Phước Sang vẫn chưa khởi sắc. Chính sự khác biệt này đã đẩy cặp đôi ra xa nhau. Trải qua mối tình đầu chôn giấu nhiều bí mật, ngôi sao của dòng phim Mì Ăn Liền lại tiếp tục vướng vào mối tình với hai đại gia đình đám. Năm 1990, dư luận từng làm cả nước chấn động với vụ án một đại gia gây thất thoát của nhà nước hàng trăm tỷ đồng và bị kết án tử hình. Sự việc này khiến cho danh tiếng của diễn viên Việt Trinh bị sa sút nghiêm trọng vì những mối quan hệ qua lại với người đàn ông khét tiếng. Sau những ồn ào ấy, người đẹp Tây Đô tiếp tục dính líu tới một đại gia khác nổi tiếng trong vụ lừa đảo của công ty, hiện đang thi hành án tù chung thân. Khi Trần Văn Giao bị bắt, Việt Trinh cũng bị triệu tập lên cơ quan điều tra để làm rõ về mối liên quan, nhất là sự có mặt của người đẹp trong xe ô tô của Trần Văn Giao hôm bị bắt vào sáng 11 tháng 9 2001. Dù đã lên tiếng phủ nhận những mối quan hệ tình cảm của mình đến hai người đàn ông đã vướng vào vòng lao lý, nhưng dư luận và các dự án điện ảnh thời đó đã từng quay mặt với nữ diễn viên nổi tiếng, buộc cô phải rút lui vào hậu trường cho đến khi dư luận đang yên ắng trở lại. Người đẹp Tây Đô chia sẻ, cô bị công chúng hiểu nhầm và dồn đến đường cùng, nên có thời điểm đã không còn thiết tha với cuộc sống nữa. Báo chí lúc ấy đưa tin rất nhiều, những người thân trong gia đình đều biết nhưng không muốn nhắc đến vì sợ chạm vào nỗi đau của Việt Trinh. Mọi người còn phải giấu chuyện không cho cha mẹ cô biết vì lúc đó bà đang lâm mệnh, đau buồn đến mức nữ diễn viên đã viết một lá thư tuyệt mệnh. Trong sự lận đận đa đoan của Việt Trinh, dư luận vẫn đồn đoán nhau rằng xét về tướng số trên gò má nữ diễn viên này có một nút ruồi phá tướng nên gặp ai kết hợp với ai cũng khiến người đó lùi bại hoặc gặp điều không may mắn. Những đồn đại và ám ảnh trong quá khứ đã khiến Việt Trinh phải đi xóa nút ruồi được cho là mang điềm rủi này. Tuy nhiên trên thực tế, cả hai đại gia kia đều đến với Việt Trinh vào thời điểm sắp kết thúc phần đời không lương thiện của họ. Còn người đẹp Tây Đô thì đang ở đỉnh cao của danh vọng, nên chuyện đổ vỡ thị phi là điều có thể lý giải. Làm mẹ đơn thân, ăn chay niệm Phật. Gần đây trải qua những biến cố thăng trầm của cuộc đời, vượt lên những dư luận cay nghiệt sau hai mối tình sóng gió với hai đại gia, Việt Trinh đã tái xuất một cách lặng lẽ hơn, điềm đạm hơn bằng công việc của một đạo diễn và thường xuyên có mặt trong các chuyến từ thiện. Hâm mộ nhan sắc tài năng của người đẹp, nên nhiều khán giả vẫn muốn tìm hiểu thông tin về cuộc sống riêng tư của Việt Trinh, nhất là khi cô âm thầm sinh con mà không công khai cha đứa trẻ là ai. Nhưng rốt cuộc mọi người chỉ nhận được sự im lặng. Tiết lộ về con trai, nữ diễn viên chỉ nói tên bé là Thiện Nhân, một đứa trẻ rất hiếu động, vâng lời mọi người trong gia đình. Cô cũng không công khai hình ảnh của con như nhiều người nổi tiếng khác. Sau những sóng gió cuộc đời, người đẹp Tây Đô đã chọn cho mình một cuộc sống bình yên bên con tại ngôi nhà yên tĩnh vùng ngoại ô, hàng ngày ăn chay tụng kinh niệm Phật. Việt Trinh thổ lộ, đến tuổi này thì tôi chẳng còn muốn tìm kiếm gì cho mình nữa.
tình yêu một khi đã mở rộng để rung động với nhiều người, nhiều thứ hơn thì không còn dành riêng cho một người nào đó nữa. Mỹ nhân U50 Việt Trinh đi thử váy cưới với bụng to bất thường. Những ngày gần đây, sau khi bức ảnh Việt Trinh thử váy cưới được một khách hàng tình cờ chụp lại, đã dấy lên tin đồn nữ diễn viên sẽ lên xe hoa ở tuổi khá muộn màng. Những hình ảnh này ngay lập tức nhận được nhiều lượt share từ cư dân mạng. Có khán giả còn tin ý khi phát hiện ra bụng của Việt Trinh to bất thường. Nhiều đồn đoán cho rằng nữ diễn viên đang hạnh phúc chuẩn bị làm mẹ lần hai và sẽ đám cưới vào tháng 8 này. Trả lời về sự việc này, diễn viên Việt Trinh chọn cách lảng tránh và im lặng như bao năm tháng qua để giữ lại bí mật riêng tư cho mình. Nhiều fan hâm mộ bày tỏ tình yêu với mỹ nhân U50, mong cô tìm được hạnh phúc đích thực của mình. Quỳnh Chi lần đầu thừa nhận đã mất quyền nuôi con. Trên trang cá nhân, Quỳnh Chi nói về thất bại đầu tiên và cũng là thất bại lớn nhất trong cuộc đời. Hôn nhân của MC Quỳnh Chi và thiếu gia trong ngành thủy sản Trần Văn Chương mở đầu ngọt ngào, kết thúc với nhiều tranh cãi. Hai vợ chồng vài lần đứng trước tòa để đòi quyền nuôi con. Hơn một năm giữ im lặng, né tránh mọi câu hỏi liên quan đến việc chăm sóc bé Gia Phúc, Quỳnh Chi đã bắt đầu mở lòng. Cách đây ít giờ trên trang cá nhân, cô đăng tải những dòng chia sẻ về cuộc sống hiện tại và sự thất bại trong quá khứ. Quỳnh Chi tâm sự cô vừa sang Mỹ thăm con trai trong dịp Tết âm lịch. Con mình 4 tuổi rồi, lớn lắm, lại ngoan và nghe lời nữa. Mình cảm thấy cuộc sống của mình như vậy đã là quá may mắn, không đòi hỏi gì thêm, cô viết. Tuy nhiên, nụ cười trong từng tấm ảnh vẫn mang theo đó nỗi niềm sâu kín. Ngày hôm nay, mình sẽ nói ra một cách không sù lông, không sĩ diện, không tỏ ra mạnh mẽ. Mình đã thất bại trong việc giành nuôi con, Quỳnh Chi trải lòng. Đây là phán quyết từ tòa án và cô cũng chấp nhận quyết định này. Bản thân cô thừa nhận đó là thất bại đầu tiên và cũng là lớn nhất trong cuộc đời. Người đẹp 27 tuổi hiểu sự thất bại này có lý do khách quan. Cô còn quá trẻ, không thể đảm bảo cuộc sống cho con trai bằng nhà chồng cũ. Cái lợi lớn nhất là nơi ở, quốc tịch. Bản thân mình quá nhỏ bé, MC nổi tiếng tâm sự. Quỳnh Chi kết hôn với doanh nhân Trần Văn Chương vào năm 2012. Hôn lễ của họ được miêu tả xa hoa bậc nhất Cần Thơ, với sự có mặt của nhiều nghệ sĩ hàng A và dàn siêu xe khi rước dâu. Cặp đôi chào đón con trai đầu lòng vào tháng 8 2012. Sau khi cưới và có con, Quỳnh Chi gần như rút khỏi showbiz. Không lâu sau đó, gia đình nhà chồng gặp biến cố trong kinh doanh. Cùng lúc này, vợ chồng cô ly thân rồi ly hôn vào giữa năm 2015. Chia sẻ về cuộc hôn nhân đổ vỡ, Quỳnh Chi cảm thấy tất cả đều do sự vội vàng. Sẽ có những lúc mỗi người chúng ta sẽ rơi vào nghịch cảnh. Trường hợp mình là lấy chồng sớm để không hiểu nhau rồi ly dị. Ai cũng muốn nuôi con và cuối cùng là chịu cảnh xa con, cô viết. Sau 2 năm đổ vỡ, làm lại từ đầu ở tuổi 25, đến giờ cô đã học được bài học về sự chấp nhận. Mình không nói bây giờ mình hoàn toàn cảm thấy hạnh phúc. Mình thật tâm còn nhiều mong muốn lắm, mà để thực hiện được nó mình phải cố gắng làm việc nhiều hơn nữa. Nhưng dù chuyện gì xảy ra, thì hiện tại việc duy nhất mình làm được cho con mình là dõi theo bạn ấy, quan tâm bạn ấy, làm việc chăm chỉ và tôn trọng những người thân của bạn ấy, yêu bạn ấy. Hot girl đời đầu của thành phố Hồ Chí Minh bộc bạch. Sợ bị ném đá, Hoàng Kiều đóng Facebook vĩnh viễn rút khỏi showbiz. Chúng tôi sẽ duy trì trang mạng Facebook đến ngày 28 tháng 2, 2017. Sau đó chúng tôi sẽ đóng trang mạng Facebook Hoàng Kiều vĩnh viễn, là tuyên bố mới đây của tỷ phú Hoàng Kiều. Mới đây trên trang Facebook cá nhân của tỷ phú Hoàng Kiều có đăng tải dòng trạng thái khá dài với lời tựa lá thư cuối cùng gửi đến cộng đồng và những người hiện quan tâm theo dõi ông. Mở đầu lá thư này, Hoàng Kiều chia sẻ lý do khiến ông mở lại trang Facebook sau thời gian dài không hoạt động trước đó. Hoàng Kiều viết, Hoàng Kiều từ trước đến giờ không bao giờ lên mạng Facebook, fanpage mãi cho đến ngày 28 tháng 12 năm 2016. Khi trang mạng của Hoàng Kiều bị các thành viên than phiền chuyện tình yêu riêng tư mà đem lên mạng của công ty. Vì vậy, tôi mới bảo cháu Quỳnh Nga tức tốc mở mạng Facebook cá nhân của Hoàng Kiều từ ngày 28 tháng 12 2016. Đến hôm nay ngày 8 tháng 2 năm 2017 thì đã có 15.860.327 lượt view và trên 300.000 lượt like và follow. Tôi xin chân thành cảm ơn sự quan tâm, theo dõi và chú ý của các bạn dành cho tôi, và tôi cũng đã tạ tình đến các bạn. Cho tình đời bao la, cho sự yêu thương mến mộ các bạn đã dành cho tôi kể từ ngày 28 tháng 12 2016.
Để cho các bạn được thưởng thức chương trình Tạ Tình được trọn vẹn, chúng tôi sẽ duy trì trang mạng Facebook đến ngày 28 tháng 2, 2017. Sau đó chúng tôi sẽ đóng trang mạng Facebook Hoàng Kiều vĩnh viễn. Tiếp lời người tình một thời của Ngọc Trinh cũng chia sẻ lý do khiến ông đóng lại trang Facebook cá nhân của mình. Không có đớn đau nào hơn cho những cuộc tình gian dở, cũng không có nỗi buồn nào hơn nỗi buồn của một mối tình đổ vỡ. Tình gian dở sẽ lưu lại cho chúng ta những lưu luyến nhớ thương khôn nguôi và là cuộc tình đẹp nhất trần gian, Hoàng Kiều chia sẻ. Thay cho lời kết của bức thư này, tỷ phú Hoàng Kiều gửi đến cộng đồng hai bài thơ mà ông theo là do người yêu tôi làm nhân dịp tặng Valentine năm 2007. Ngay sau khi đăng tải, dòng trạng thái của tỷ phú Hoàng Kiều đã thu hút sự chú ý của đông đảo cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng, ngoài lý do cuộc tình giữa ông và Ngọc Trinh tan vỡ, thì những lời bàn tán thậm chí ném đá của dư luận với ông sau khi chia tay nữ hoàng nội y cũng là nguyên nhân dẫn đến quyết định đóng cửa Facebook của ông. Phải chăng Hoàng Kiều đã chán và muốn rút khỏi showbiz sau cuộc tình dậy sóng là câu hỏi mà không ít người thắc mắc gửi tới Hoàng Kiều. Tuy nhiên, câu hỏi này hiện tại vẫn chưa được ông lý giải. Vị tỷ phú vẫn giữ thái độ im lặng sau khi đăng lá thư cuối cùng tuyên bố đóng cửa Facebook này.